Đâu ra vậy? Dạ em bán diêm. Bán diêm anh có biết cô bé bán diêm không? Em là chú bé bán diêm. Hả? Gồm em hợp diêm chị ơi. Dạ. Anh đã mua hết cho em rồi sao còn ra đem dụ dỗ hai chị này mua diêm nữa vậy? Kiếm em thêm. Thôi đi nha. Kiếm thêm hả? Trời ơi thưa quý vị, kiếm thêm hai đầu lương nha, vừa dẫn chương trình vừa đi bán diêm. Thôi bây giờ em về với vai trò chính dẫn chương trình đi, không anh mét anh Minh Vi là mùa sau cái chương trình là tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay là không có em nữa đó. Dạ, dạ vậy thôi em quay về nha. Dạ. Nhắm ổn không? Rồi. Nhắm ổn, em ổn. Rồi trời ơi. Chết cha, nhưng mà em ăn mặc vậy rồi em không sao. Có gì sai đúng không? Thật ra là ba bộ mình là nó vô tông. Không có phân biệt đối xử gì được. Không phải, nhưng phân biệt chứ. Nhưng dạ. Nhưng mà Vậy cái tự nhiên cái đôi giày nó sai em bé bán diêm kỳ không, quá. Không, hồi nãy nó nói rồi, cái này là chị hoàn cảnh gia đình lại, chị Ly. Hoàn cảnh gia đình để hoàn lại. Hoàn cảnh gia đình có nghĩa là có nghèo có chết cũng không bán đôi giày, tại giày gia truyền. Đôi giày nó bán dán nó keo choi rồi keo dính chuột dán sắt rồi. Dán dạ. Lụm được gì là mang cái đó đó. Dạ. Bởi vì không hiểu thế gì kia nó sai phía dưới nó kỳ kỳ. Đây là giày, đôi giày đôi giày gia truyền. Cái gì bán cũng hết, cái gì cũng đã bán hết rồi, chỉ có đôi giày chưa bán thôi. Rồi. Mà em hỏi nè, trời ơi hai chị đứng lại coi. Đẹp quá cơ ơi. Sao vậy? Sao có một cái bộ sưu tập mùa đông mà lãng mạn đến như vậy? Vâng. Nhưng mà cũng đâu có Noel bằng ai kia. À em thật ra là rất là Noel và năm mới. Dạ. Em thấy ba người ở đây mình mới vô xếp hết đó chị, có mình ảnh riêng biệt mặc một đồ đỏ. Không phải đâu, thích nổi sao mà mặc màu đỏ để chặt chém người chém, khác. Chém, em buồn quá, thôi em đi về đi. Chứ giờ em đứng đây em cảm thấy lạc lõng quá. Vậy là số Sam được làm MC rồi. Và anh giờ em hỏi nè, tính bây giờ là quay trở về với công việc MC, mặc dù là hình ảnh của mình hơi bán diêm một chút. Dạ. Đó, em thấy anh chị này nói idol hai chị quá. Mới phát hiện. Sao chị? Mới phát hiện luôn. Phát hiện gì chị? Hai người đứng gần lại với nhau đi. Hai người đứng gần lại với nhau. Ai? Thấy cái gì giống nhau? Thấy cái gì giống không? À không, cái gì cái bụng hả? Không phải. Không. Cút mâm xôi. Cút mâm xôi là gì, dịch ra tiếng Việt đi. À cái mặt tròn quay á hả? Không, một cái, còn cái nữa. Ai nhận ra nè? Áo khoác. Người ta cũng bạch giống như nhau vậy. Không chị ơi, cái này là concept sang chảnh, nhà giàu mùa đông, người concept bán diêm. Không, nhưng mà ý là người ta cũng giống nhau, giống nhau rất là nhiều thứ đó. Mà bây giờ nè, hồi nãy tính em nói gì mai đồ em ngưỡng mộ anh Quốc Đại, khi mà xem Quốc Đại chị diễn với chị Cẩm Ly là sao? Em lên tẻo lỗ lộ tình cảm của em đi chứ. Em nói gì đó? Ganh tị. Hỏi bí quyết gì đó anh, lên đây định hỏi bí quyết gì đó. Anh Đại. Vậy thì ghê quá, em xin phép từ từ nha. Em hỏi anh Đại cái riêng này, trời ơi. Bình thường em đâu có nhỏ nhẹ giao tính. Nếu mà hỏi riêng thì mình nên hỏi nhỏ nhỏ thôi nha, đừng cho ai nghe hết nha. Dạ không, cái này là có nghĩa là một câu hỏi nó cũng không riêng tư mấy đâu. Có chỉ là xin phép có người riêng ở đây là hỏi mình anh Đại thôi. À đúng sao, tưởng nó hỏi riêng. Dạ chị Tư nghe được. Anh ơi, hình như lúc này em nhìn cái thần thái của anh, hình như anh đẹp ra. Anh gọn thẳng luôn á anh Đại. Trời ơi, mà bớt nọng nữa anh. Cắt nọng luôn. Khang em rờ rờ. Em rờ rờ ở đây cái anh liên tưởng cái con khác em ơi. Ôi không hề có nọng luôn sao anh ơi? Anh bé nó muốn hỏi bí quyết. Không, cái này là thật sự là phải cảm ơn những người fan của chị Tư Cẩm Ly. Ủa sao vậy anh? Sao em chưa hiểu? Trời ơi. Fan của chị Tư làm cho anh đẹp ra. Nhớ cái tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay trước không? Dạ có, số 1 em có coi. Up lên Cẩm Ly Official. Dạ. Lên là anh canh mà, anh canh cái giờ up là trực tuyến, là trực tiếp là vừa phát hành là anh ngồi anh canh. Rồi comment trò chuyện chạy lên. Anh Quốc Đại hôm nay tròn quá vậy. Ôi sao anh Đại lên ký quá. Mặt tròn ửm à. Giọng vẫn ngọt mà sao mập quá. Xuống ký anh nha, cái nó ủa kỳ vậy ta. Sao mà nhắc tới tên Quốc Đại là còn liên quan tới tròn, đầy, mập, bấm mỉm, ú, sắc tướng. Ú. Dạ. Cái thật sự là mình hết hồn. Hết hồn. Anh rõ ràng hết hồn. Lúc đó là cái bụng mình. Lúc đó cái bụng anh cũng cỡ em, cũng cỡ em. Tại vì có bụng đâu. Dạ. À, lúc đó cái bụng anh cũng tròn tròn. Tròn tròn. Nhưng mà bây giờ đã xuống ký. Giờ là xuống bao nhiêu ký? Anh xuống được hôm bữa là cách đây khoảng tháng là 5 ký. Mà cái lên lại 1 ký. Anh dạy khờ. Anh ăn cơm xíu cái anh lên lại 500 gram. Trời giờ còn có 4 ký mấy à, xuống có 4 ký mấy à. 4 ký mấy mà đẹp ha quý vị, thấy gọn không quý vị?
gọn hẳn. Mà dạ, lúc đó là phải hứa lên là thấy những cái trò chuyện mà khi mình lên rồi đó. Rồi, Quốc Đại cảm ơn mọi người. Quốc Đại hứa là Quốc Đại sẽ xuống ký, phải xuống ký cho bằng được. Thì đó hứa cái đó động lực cái xuống. Thành ra phải cảm ơn dạ, những fan, những người fan ruột của Cẩm Ly, những người yêu thương tiếng hát Cẩm Ly, cũng như là cho Quốc Đại ké một xíu là được quan tâm và chú ý tới cái vóc dáng nữa. Thì Quốc Đại chú ý hơn. Vậy thì em thấy này nè chị Ly, chị nên làm nhiều số hơn nữa. Tại cứ mỗi một số của chị á, là em thấy là những cái người tham gia đều giảm ký. Ví dụ như là bé Thiện Nhân giảm 10 ký, anh Đại giảm được 4 ký rưỡi. Có nghĩa là cứ tiếp số 3, số 4, số 5 thì biết đâu tính xuất hiện số thứ 3. Vậy cũng sẽ em hứa với chị luôn. Vâng. Lần thứ 3 tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay, chị mời em xuống ký rưỡi. Đấy, 1 ký rưỡi à. Theo mà cái kinh nghiệm mà xuống ký á, giờ chảnh nào không? Vâng. Theo kinh nghiệm mà xuống ký á, mà dạ, xuống 1 ký hay là ký rưỡi á, là coi như là không được xuống đó. Là phải không có gọi là xuống đó. Yeah. Tại vì trong ngày mình có thể trồi sụp 1 ký. Yeah. Nhưng mà thôi bây giờ quay trở lại với câu chuyện mùa đông đi. Thấy hai anh chị này, em hồi nãy em nói với Tính là hay quá, một cái tuyệt phẩm mà về mùa đông, nhiều ca khúc Giáng sinh mà năm mới mùa đông như vậy tuyệt vời. Thế thì không biết là hai anh chị có đi diễn nước ngoài vào cái thời điểm mùa đông thường với nhau không? Và có cái giai đoạn nào mà mình diễn vào cái thời điểm Noel hay là năm mới mà mình không có ở Việt Nam không? Có cái giai đoạn nào như thế không ạ? À. Chị Ly chia sẻ đi, nãy giờ anh Đại chia sẻ rồi. Dạ. Đại thì đi nhiều rồi, Đại thì đi, phải nói là Đại bị ghiền đi nước ngoài luôn đi đó. Đi với chị đó. Không, hình như là gần như là không có, tại vì Ly ít nói không, nhưng mà cũng có kỳ mà Quốc Đại và Cẩm Ly là đi Anh Quốc cũng như là đi Úc. Mình không có đi Úc. Đúng vào cái mùa Noel, nhưng mà là ở những xứ đó nó cũng lạnh, phải không? Lạnh. Ngay mùa Noel thì Ly chỉ có đi, một mình Ly thì có, vâng. Ly đi Canada. Ly diễn ở Canada với Mỹ thì có, còn vâng, đi chung với Đại thì chưa. Chưa lần nào. Chưa. Vâng, thế thì hy vọng là sau khi mà cái ca khúc này được phát ở trên YouTube của chị Cẩm Ly á, thì ngay lập tức là bầu show trên thế giới thấy họ quá bút show. Hai người đi lưu diễn khắp cả năm châu luôn nha, kể cả châu Phi luôn nha. Thôi thì nhân cái dịp năm mới cũng như là Noel sắp tới, thì em xin đầu tiên là chúc mừng hai anh chị một Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc, và một năm mới thật là bình an nha. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều. Cảm ơn chị. Tết quê mình năm nay quá vui, Tết quê mình qua khe sắt xuân, ai đi xa nhớ sao ba ngày Tết, mâm cơm quê đón xuân con đã về. Tết quê mình gian con chúc nhau, chúc gia đình an khang phúc mai, hương lần lần bánh chưng xanh dừa dính, quê hương tôi đất trời đang sáng xuân.